Toyota Fortuner 2019 máy dầu số sàn không có nhiều thay đổi trong đợt ra mắt vào tháng 3 2019 khi chính thức chuyển đổi từ nhập khẩu sang lắp ráp trong nước. Tuy nhiên, mức giá khuyến mại lớn luôn là điểm hấp dẫn đáng kể của mẫu SUV gầm cao 7 chỗ này. Màu sắc ngoại thất của Fortuner 2019 được đánh giá cao về độ sang trọng, thanh nhã, bao gồm 6 màu tùy chọn: nâu, đen, bạc, trắng, xám và nâu đồng. Trong những năm vừa qua, các hãng xe đến từ nhiều quốc gia liên tục cho ra mắt công chúng rất nhiều mẫu SUV 7 chỗ với chất lượng tốt và nhiều kiểu dáng, nội thất cho đến khả năng vận hành khác nhau. Tưởng chừng như chiếc Fortuner huyền thoại của Toyota sẽ ngã gục với dòng xe mới hiện nay trên thị trường, nhưng thực tế lại cho thấy mẫu xe này vẫn đang có chỗ đứng vững chắc trong làng khách hàng Việt Nam. Với phiên bản Fortuner 2019 máy dầu số sàn, Fortuner vừa dễ dàng tiếp cận khách hàng có ngân sách hạn hẹp. Có thể thấy rằng những phiên bản trước của Toyota Fortuner như Fortuner 2016 trước đây chưa tạo được nhiều ấn tượng đối với người dùng do thiết kế trung tín, chưa bắt mắt. Nhưng từ Fortuner 2017, Toyota đã mang đến cho khách hàng một Fortuner một diện mạo mới hoàn toàn khác biệt. Fortuner lần này trở lại với thiết kế ngoại thất như phiên bản Fortuner 2017 nhập khẩu ra mắt trước đó. Phiên bản mới toát lên vẻ hầm hố bởi thân hình to lớn với kích thước tổng thể 4.795 x 1.855 x 1.835 mm, gây ấn tượng với những đường bo tròn uyển chuyển mềm mại và rất đẹp mắt. Nhìn từ phía trước, xe nổi bật với bộ lưới tản nhiệt to bản dạng hình chữ V, gồm 3 thanh ngang vững chãi nằm song song, giúp đầu xe tăng thêm phần cứng cáp. Xe có cụm đèn trước loại halogen dạng bóng chiếu, phía dưới là đèn sương mù lồi nhẹ tinh xảo. Phần hông tạo cái nhìn liền khối nhờ tay nắm cửa cùng màu thân xe, gương chiếu hậu hiện đại với chức năng chỉnh điện, gập điện và tích hợp đèn báo rẽ. Fortuner 2.4G MT sử dụng bộ mâm nhỏ với kích thước lớn 17 inch. Đuôi xe Fortuner 2019 máy dầu số sàn cũng ấn tượng không kém khi được trang bị cánh lướt gió cỡ lớn, thể thao hơn, đi cùng đèn báo phanh giúp các phương tiện tham gia giao thông có thể quan sát rõ ràng. Chưa hết, phía sau xe có cụm đèn hậu dạng LED, sắc nét thu hút mọi ánh nhìn khi lướt bánh trên đường. Fortuner 2019 máy dầu số sàn đủ sức chinh phục được những khách hàng khó tính nhất, sự ưu thế hơn hẳn đối với những đối thủ trong phân khúc như Ford Everest 2019 máy dầu hay Chevrolet Trailblazer 2019 máy dầu mới ra mắt. Nhờ sở hữu trần cao và khoang nội thất rộng rãi với chiều dài cơ sở lên đến 2.745 mm. Nhắc đến phần táp lô, phải dành một lời khen đến hãng xe Nhật với những cải tiến qua từng thế hệ. Thiết kế ngày nào còn khá đơn giản, sơ sài thì nay sang trọng, tinh tế hơn với chất liệu cao cấp trên tông màu đen quyến rũ. Có thể nói rằng, vô lăng chính là bộ phận quan trọng nhất của một chiếc xe và Fortuner đã thể hiện rất tốt chức năng này dù ở trên phiên bản thấp nhất. Toyota trang bị cho một chiếc SUV loại vô lăng 3 chấu sử dụng chất liệu urethane và có thể chỉnh tay 4 hướng. Khá hạn chế khi ghế ngồi của Toyota Fortuner 2019 máy dầu số sàn chỉ được bọc nỉ thông dụng. Ghế lái có chức năng chỉnh tay 6 hướng, vì thế người lái có thể điều chỉnh tư thế ngồi phù hợp với bản thân. Hàng ghế trước của Fortuner tạo bất ngờ cho khách hàng khi được thiết kế và kiểu dáng thể thao thường xuất hiện trên những chiếc xe đắt tiền. Hành khách cũng có thể tùy chọn thu ghế ngồi của mình khi hàng ghế thứ hai có thể gập lưng 60-40, một chạm có thể chỉnh tay 4 hướng. Hàng ghế 3 có thể ngả lưng ghế và gập 50-50 sang hai bên. Ngoài ra, xe còn sử dụng cửa sổ điều chỉnh điện một chạm, chống kẹt bên người lái. Ngay khi cánh cửa xe được mở ra, khách hàng sẽ được chào đón bằng một luồng không khí mát lạnh, xua tan đi những cái nóng gay gắt ngoài trời nhờ hệ thống điều hòa chỉnh tay hai giàn lạnh và cửa gió phía sau, giúp cho khoang cabin luôn trong trạng thái mát mẻ. Fortuner 2019 máy dầu số sàn mặc dù là phiên bản thấp nhất của Fortuner, nhưng những trang bị trên Fortuner cũng rất đáng để cân nhắc. Cụ thể, các thiết bị tiện nghi trên xe bao gồm DVD, kết nối AUX, USB, Bluetooth, dàn âm thanh 6 loa mang đến cho người dùng những âm thanh sống động nhất. Toyota Fortuner 2019 máy dầu số sàn được làm năng lượng nhờ vào cỗ máy diesel 2GD STV 2.4 lít, 4 xi lanh thẳng hàng, sản sinh công suất tối đa 148 mã lực tại 3.400 vòng trên phút. Mô men xoắn cực đại 400 Nm ở giải vòng tua 1.600 đến 2.000 vòng trên phút. Toàn bộ sức mạnh của chiếc xe được chuyển động bởi hộp số sàn 6 cấp chủ động và linh hoạt. Fortuner 2019 máy dầu số sàn, phiên bản mới được Toyota trang bị hệ thống treo trước dạng độc lập, tay đòn kép với thay cân bằng và treo sau dạng phụ thuộc, liên kết 4 điểm. Xe còn trang bị thêm hệ thống phanh trước sau dạng đĩa tản nhiệt, đĩa cho cảm giác phanh tốt hơn, giúp người lái tự tin làm chủ tốc độ. Mẫu xe Fortuner thế hệ mới có gầm cao 219mm,
như một chiếc bán tải giúp tài xế có thể dễ dàng điều khiển chiếc xe của mình, vượt qua các vật cản xuất hiện trên đường, cũng như việc vút lề không hề lo lắng. Với kích thước lốp dày có thông số 265/65R17, hành khách sẽ khó nhận thấy rằng mình vừa đi qua những đoạn đường gập ghềnh, gồ ghề bởi xe chuyển động khá êm ái. Ngoài ra, xe còn sử dụng trợ lực lái thủy lực cho cảm giác đánh lái đấm tay hơn. Có thể, nhiều người sẽ có chung suy nghĩ một chiếc SUV to lớn chắc hẳn phải tiêu tốn rất nhiều nhiên liệu cho việc di chuyển. Tuy nhiên, Fortuner đã xóa tan định kiến đó khi có mức tiêu thụ nhiên liệu khá thấp. Cụ thể, trong đô thị là 8,7 lít trên 100 km, ngoài đô thị là 6,2 lít trên 100 km và đoạn đường kết hợp chỉ ở mức khoảng 7,2 lít trên 100 km. Công nghệ an toàn trên những chiếc xe ô tô của Nhật Bản nói chung và Toyota nói riêng đều được kiểm định qua một thời gian rất dài. Fortuner 2.4G MT cũng không ngoại lệ khi được nâng cấp và bổ sung rất nhiều những tính năng an toàn hiện đại. Chủ nhân có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng Fortuner 2.4G MT. Cụ thể, những hệ thống trên xe bao gồm 7 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, hệ thống kiểm soát lực kéo, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến hỗ trợ đỗ xe, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD, hệ thống ổn định thân xe VSC. Không những vậy, hãng xe đến từ Nhật Bản còn bổ sung thêm khung xe GOA, dây đai an toàn 3 điểm ERR, 7 vị trí, ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ. Sẽ là một thiếu sót nếu bỏ qua hệ thống an ninh được tích hợp trên chiếc xe này. Với hệ thống báo động và mã hóa động cơ hiện đại, chủ nhân có thể rời khỏi chiếc xe của mình mà không cần lo lắng. Mặc dù là phiên bản thấp nhất nhưng Fortuner 2.4G MT vẫn không hề tỏ ra thua kém khi sở hữu bề ngoài bắt mắt và thậm chí trang thiết bị nội thất có phần nhỉnh hơn với các đối thủ trong phân khúc như Ford Everest số sàn hay Chevrolet Trailblazer số sàn. Bên cạnh đó, xe còn có khả năng vận hành mạnh mẽ và mượt mà nhưng lại tiêu hao rất ít nhiên liệu. Với mức giá hợp lý, chắc chắn đây sẽ là đối thủ nặng ký trong làng xe SUV 7 chỗ tại Việt Nam.